Xin chào tất cả các bạn đã trở lại trong Phát Channel. Hôm nay mình vừa mua được cái motor bơm nước nha các bạn, từ chợ đồ cũ. Giờ bắt đầu mình sẽ test thử coi nó còn hoạt động không nha các bạn. Nó cũng có rele áp nha các bạn. Đây là rele áp. Giờ bắt đầu mình đi test nha các bạn. Mời các bạn nói xem. Let's go. Trước khi test, các bạn chuẩn bị cho mình một cái bình 12V nha các bạn. Hai cái ống hung để mình gắn vô cái đầu bơm nha các bạn. Cái bơm nước này nó bị tuôn hai ốc nên nó rung, nó hở, nó không kín hơi nha các bạn. Giờ bắt đầu mình tháo ra mình vệ sinh. Giờ bắt đầu mình gỡ mấy ốc ra hết mình mới gỡ ra được nha các bạn. Con này bị sét rồi, gỡ khó ra nha bạn. Nó cứng quá, mình lấy mỗi hàng mình hơi nóng rồi mình dặn nha các bạn. Đối với nhựa thì nó dễ rồi các bạn ơi, nhưng nào mà sắt thì nó mới khó lấy ra. Nhựa các bạn hơi nóng cái đầu ốc là lát mình dặn ra được rồi. Dặn thử nha các bạn. Được rồi các bạn. Cái xét này mình hơi nóng là nhỏ nó giãn ra mình giãn ra. Bên đây cũng như bên kia các bạn ơi. Nó cái này nó là một cái là bơm 12V của xe, cái công suất này chán á, dùng thứ à. Cái này là chỉnh rele nè. Cái rele này nó đơn giản nó rồi. Nó cái mạnh hãy đẩy lên rồi. Áp lực thì đẩy vô chứ có gì đâu. Đây là giỏm mới chứ. Thằng này thằng đẩy nè. Không, nó còn nén. Đẩy nó đây nè. Chị cũng nén. Mày có trăm mấy, mày có trăm mấy gì? Cái loại mà máy không xương cũng như vậy nè. Thì nó là có bé không xương gì. Cái này mới kính được. Thì nó làm trắng nó gì. Mày vậy nó là quá bơm tầm đâu.
Này bên trong dơ quá, mình vệ sinh lại nha các bạn. Này sử dụng lâu ngày nó bị nó đóng hút rồi sâu nè. Bây giờ lắm, giờ mình vệ sinh lại cho nó hoạt động trơn tru. Bơm quạt nước vô hai bên, máy bơm một bên nó sẽ vô nước, nó đẩy đẩy lên mấy này nó nén nè. Cái này là cái chân vịt nữa giờ bắt đầu mình vệ sinh chùi rửa ba cái dơ này nha các bạn, cho nó kín hơi lại, nước nó không bị xì ra. Khi mình gửi ra vệ sinh giờ mình ráp lại nha các bạn. Sau khi vệ sinh xong rồi mình bắt đầu mình lắp lại nha các bạn. Sau khi lắp xong rồi mình giờ mình bắt đầu test thử nha các bạn, coi nó có mạnh hơn lúc nãy không.
Sau khi vệ sinh xong ráp lại mình thấy nó mạnh hơn ban đầu nha các bạn. Nó nén được luôn rồi. Thấy nó mạnh hơn trước rất là nhiều. Đi test và sửa chữa máy bơm nước tủ tới đây là hết. Chúc các bạn xem clip vui vẻ. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một clip mới nhất.